Vô livestream liền mấy em cả nhơi, rất là nhiều mẫu đẹp, chỉ sale online không áp dụng bên ngoài nha, cố gắng vào đây liền. Ngày hôm nay á, thì em có váy cho cả nhà mình, với lại có cho cả nhà mình thêm vài mẫu thắt lưng mới về cả nhà ha. Vô livestream chấm bài tương tác giùm em các cả nhơi, thích mẫu váy nào quý vị comment ngay cho em phía dưới nha. Cả nhà nha, mã số với số điện thoại cho mình được em tư vấn và nhà hàng trừ xa cho cả nhà mình luôn nha. Chốt online không áp dụng bên ngoài, cả nhà lưu ý tranh thủ vô livestream liền với em nha cả nhà, săn sale liền với em nha cả nhà. Rồi bây giờ em sẽ lên trước cho mình cái mẫu váy này. Em đang mặc cho người mã số của em nó là 1689. Em đang mặc cho người mã số của em nó là 1689 cả nhà ha. Chị khách nào mình đặt đơn quý vị comment ngay cho em phía dưới nha. Mã số 1689 với số điện thoại cho mình được em tư vấn và chị hàng chờ xa cho cả nhà mình luôn ạ. Rồi nhanh tay lên đơn chút liền giùm em cả nha. Mã số với số điện thoại cho mình được em tư vấn cho cả nhà mình luôn. 1689 cả nhà ơi. Hôm nay sale rẻ cho cả nhà mình luôn. Giá bao nhiêu ạ? 1689 ngày hôm nay sale rẻ cho cả nhà mình luôn. Chỉ còn có giá tiền là 219 ngàn. 1689, 219. Đợt này em có về phụ kiện này cả nhà ơi, với lại cái thắt lưng bé bé này dễ thương lắm mà. Ôi xinh ghê chưa, rẻ quá trời quá đất luôn á. Nhanh tay dùm em nha. Rồi em đang mặc cho người mã số của em đó là 1689 nha. 1689 nha cả nhà ơi. Đặt đơn có việc comment ngay cho em phía dưới mã số 1689 với số điện thoại cho em là được ha. 219 ngàn đồng nha. Rồi nhanh tay lên đơn chút liền giùm em nha. Một sáu tám chín giá 219 ngàn đồng cả nhà. Rồi bây giờ em có thắt lưng, thắt lưng này mã của em đó là 74 cả nhà, nhìn cái khoái giùm em đi, đẹp không, xinh luôn cả nhà, rất là đẹp luôn đúng không. Rồi em đang mặc mã 1689 nha. 1689 giá 219. Em chào chị Nguyễn Nga, chào cả nhà mới vô. Cả nhà thấy bài livestream của em vô cho em xin một nút chấm tương tác bài like đi cả nhà ơi. Hôm nay nhiều mẫu sale cho cả nhà mình ha, tranh thủ vô đây liền với em. Thích cái mẫu váy nào cứ việc comment ngay cho em phía dưới. Mã số với số điện thoại cho em là được em tư vấn và chị hàng chờ sai cho cả nhà mình ha. Shop chốt online không áp dụng bên ngoài, cả nhà mình đặt đơn tranh thủ lên đơn liền giùm em tư vấn và chị hàng chờ sai cho cả nhà mình luôn ạ. Rồi bây giờ nè, em đang mặc cho người nè, mã số của em nó là 1689 cả nhà, 1689. Ngày hôm nay sale luôn cho cả nhà mình, chỉ còn có giá tiền là 219 ngàn đồng. Đồng này chất lại vậy của em nó là dầu bảy ren, họa tiết cho cả nhà mình sờ lên nha cả nhà ơi. Êm nha, mềm lắm cả nhà ơi. Đó, rất là đẹp cho cả nhà mình luôn. Rồi, ôm eo, dáng đầu phong xòe, hai lớp kèm hai túi, có hoa kéo đằng mặt sau lưng luôn. Rồi 219 nha cả nhà ơi. Giá 219 ngàn đồng nha. Rồi em chào chị Nha Vũ nha, em chào cả nhà mới vô. Rồi 1689, 219, 219 ngàn đồng cả nhà. Còn cái thắt lưng này rất là đẹp luôn, chỗ thắt lưng đợt này về đẹp lắm. Đây cái cúc này nè cả nhà, có cái khóa đó, xong rồi mình cài vô, mình ghim vô cho em, chỗ nó dễ cài cực kỳ luôn. Đó mình ghim vô cho em ha. Rồi mã của em đó là mã 74. Trời ơi nhìn cái họa tiết nè, có đính ngọc luôn nha, đẹp quá cả nhà ơi. Rồi thắt lưng 74 ha, em sale cho cả nhà mình luôn, chỉ còn có giá tiền bao nhiêu cả nhà ơi, 55 ngàn ha, 55 ngàn đồng. Chị khách nào mình đặt đơn có việc comment ngay cho em phía dưới nha. Mã số với số điện thoại cũng là được ha. Dây này dây chung co giãn cho cả nhà mình, bao da nè, có khóa kim loại cho cả nhà mình luôn. Rồi thắt lưng 74 lên đơn cho em nha, thắt lưng 74 nha, kèm số điện thoại cho em nha, rất là đẹp luôn á cả nhà ơi. Thắt lưng thì mình ghi tắt được rồi, thắt lưng mình ghi tắt được rồi nha mấy chị, tên là 74 được rồi ha. Rồi giá của em nó sẽ là 55 ngàn ha, 55 ngàn. Rồi đặt đơn có việc comment ngay cho em phía dưới luôn, tên là 74 kèm số điện thoại 55 ngàn giùm em. Ồ đẹp ghê chưa cả nhà, em về rồi có 10 chiếc này thôi à, cái này nó hơi hiếm một chút nha, cái này hơi hiếm nha cả nhà ơi, thắt lưng 74 cho em ha. Rồi bây giờ nè, đầm em đang mặc cho người mã số 1689. 1689 giá 219 ngàn đồng. Mình đặt đơn có việc comment ngay cho em mã 1689 với số điện thoại cho em là được em tư vấn cho cả nhà mình ha. Chỉ còn có giá tiền bao nhiêu cả nhà ơi, 219 ngàn đồng, duy nhất trong bài livestream ngày hôm nay. Chị khách nào đặt hàng nhanh có đơn nha cả nhà ha. Còn chị khách nào mà mình đặt đơn chậm tay quá nó hết hàng uổng cả nhà ơi. Rồi bây giờ em sẽ tiếp tục chuyển thêm cho cả nhà mình cùng xem thêm một cái mã váy khác nha. Đó, ren
ren dự tiệc mà có 29.000 đồng, quá rẻ cả nhà. Rồi chờ em xíu nha, em lên cho mình tiếp tục cái mẫu râm này. Hôm nay sale đặc biệt cho cả nhà mình luôn, 199.000 đồng. Chỗ form này lên hơi bị đỉnh luôn. Mẫu em đang mặc trên người, mã số của em nó là 1632 nha. Đầm này chất liệu vải của em nó là vải von dáng dài. Báo trước với cả nhà mình, em chỉ còn cho mình có size L thôi, 50-58kg. Eo 70-78 thì mình sẽ mặc vừa cho em cái mẫu váy này nha. Rồi mẫu em đang mặc trên người, mã số của em nó là 1632. Em đang mặc trên người, mã số của em nó là 1632. Chị khách nào mình đặt đơn có việc hợp mình ngay cho em phía dưới nha. Mã số với sáng gọi cho em là được nha. Rồi nhanh tay lên đơn chút liền giùm em nha. Mã số với sáng gọi. Em đang mặc trên người, mã số của em nó 1632. Rồi sale luôn ha. Giá sẽ là 199.000 đồng. 199.000 đồng. Đầm này chất liệu vải von cho cả nhà mình, có phối cho cả nhà mình những cái hạt bông ha, nó nổi lên trên mặt vải nè. Tay này em may cho mình một lớp, thân váy kỹ lưỡng hai lớp, hai túi, có khóa kéo nằm bằng sau lưng ha. Cao mấy 65, đầm này sẽ mặc dài tới cổ chung em như vậy. Thích mặc dài dài cứ để dài dài tầm này cho em, thích mặc cái ngắn hơn lên like được luôn. 50-58kg. Trời ơi, sơ mi maxi hôm nay cả nhà săn xe với em bao nhiêu ạ? 199.000. Trời, 199.000 đồng nha. Von, von hạt bông. Trời ơi, chị nào chưa có cái vải này mua về mặc thử cho em, nó rất là đẹp luôn, rất là thích luôn cả nhà. Rồi nhanh tay lên đơn chút liền giùm em nha. Mã số với số điện thoại cho em là được, em tư vấn và chờ hàng chờ sao cho cả nhà mình thôi luôn ha. Nhanh tay lên đơn chút liền giùm em cả nhà. Mã số với số điện thoại cho em là được, em tư vấn và chờ hàng cho cả nhà mình luôn ạ. 709. Rồi nhanh tay lên đơn chút liền giùm em cả nhà. Mã số với số điện thoại cho em là được, em tư vấn nha. Em đang mặc trên người, mã số của em đó là 1632. 1632 ngày hôm nay sắp sale cho cả nhà mình luôn. Chỉ còn có giá tiền bao nhiêu cả nhà ơi? 199.000 đồng. 50-58kg. Eo 70-78 thì mình sẽ mang vừa cho em nha. Cổ sơ mi tay lỡ nè, có phối cho cả nhà mình cúp phía trước với lại phần tay luôn. 199.000 đồng, 1632. Rồi em có cái thắt lưng này nhỏ nhỏ mới vừa về nè cả nhà. Rồi có thắt lưng này nhỏ nhỏ mới vừa về cả nhà, thắt lưng này mã số 73. Đó, chị nào mà mình gu thắt lưng nhỏ thì mình lấy cái này nha. Gu thắt lưng nhỏ lấy cái này, 73. Cũng dây chung co giãn, có bao da luôn và khóa kim loại cho cả nhà mình. Thắt lưng nhỏ thì giá cũng đồng giá cả nhà ha, 55.000 đồng. Mã 73 cho em. Dây chung co giãn nè. Da này cũng da mềm luôn ha, đường may rất đẹp cho mình luôn. Rồi khóa kim loại cho cả nhà mình luôn. Khóa kem loại họa tiết như vậy nha. Rồi, mã của em đó là thắt lưng 73. Đặt đơn thì mình comment ngay cho em TL73 kèm số điện thoại ha. Rồi, giá của em ngày hôm nay sẽ là 55.000. Rồi, 55.000 đồng. Đặt đơn comment ngay cho em phía dưới mã số với số điện thoại cho em tư vấn và chào hàng cho cả nhà mình. TL73 kèm số điện thoại ha. Rồi, giá ngày hôm nay chỉ có là 55.000 đồng thôi, tranh thủ cả nhà ơi. Rồi, các em đang mặc cho người mã số 1632. 1632 hôm nay sắp chốt luôn, chỉ còn size L thôi, 50-58kg, eo 70-78. Săn sale ngày hôm nay với em luôn, chỉ còn có giá tiền là 199.000 đồng nha. Chị khách nào mình đặt đơn. Rồi mẫu em đang mặc trên người, mã số của em là 1632, giá 199.000 cả nhà ơi. 1632 giá 199.000 đồng. Em cao mấy 65, đầm này sẽ mặc dài cho cổ chung em như vậy. Thích mặc dài dài thì mình cứ để dài dài tầm này mình mặc cho em ha. Còn chị khách nào mà mình thích mặc dáng ngắn hơn thì đơn giản cả nhà ơi, có thể lên like cắt ngắn được, tùy theo ý thích của mình mà không hề sợ bị mất form nha. 1632. Rồi sale rẻ hôm nay luôn, giá chỉ có là 199.000 đồng. Rồi 199.000 đồng. Ok, tiếp tục em sẽ chuyển thêm cho cả nhà cùng xem thêm một cái mã váy khác nha. Đây, lên xem cho mình cái mẫu váy này hoa nhí này cả nhà. Hoa nhí này lúc trưa này em chưa lên đúng không? Chị nào coi live trưa với em mình biết nè. Là lúc trưa này em chưa lên cái hoa nhí này. Mẫu em đang mặc trên người, mã số của em nó là 1673. Đồng ý cái sẽ là cổ chéo. Cổ chéo tay lỡ vai phòng nha, ôm eo. Dáng nằm phong xòe nhẹ, có phối bèo cho mình luôn, rất là xinh luôn ha. Rồi bây giờ nè, mẫu em đang mặc cho người, mã số của em nó là 1673. Em đang mặc mã 1673 đây. Chị nào mà đặt đơn thì mình nghe cho em mã 1673 với số điện thoại
1673 với số điện thoại. Rồi giá bao nhiêu cả nhà ơi? 199 luôn. Em cũng còn hai size M và L, cả nhà chờ em xíu. Hôm nay em có cái áo này về đẹp dữ lắm luôn nè. Chờ em tí cả nhà nha. Đây. Hôm nay em sẽ về cho cả nhà mình rất là nhiều kiểu nón như thế này. Nón này nón có đính ngọc nha cả nhà ơi. Em có cho cả nhà nón có đính ngọc nha. Mình thích thì chốt đơn liền dùng em nha cả nhà ơi. Rất là đẹp cho cả nhà mình luôn ha. Rồi. Đó, nón có đính ngọc cho cả nhà mình. Trời ơi quá đẹp, quá xuất sắc luôn á cả nhà ơi. Cả nhà thích cái màu nào thì mình lên đơn cái màu đó nha. Em có các màu như thế này cho cả nhà mình đây. Đẹp không cả nhà ơi? Quá xuất sắc luôn. Rồi em đang mặc cho người 1673. 1673 nha. Rồi chị khách nào mình đặt đơn comment ngay cho em phía dưới mã số 1673 với số điện thoại cho em là được em tư vấn cho cả nhà mình ha. Shop chốt online nha cả nhà, không áp dụng bên ngoài. Chị khách nào mình đặt đơn tranh thủ lên đơn chốt liền giùm em nha. 14 nè. 15 nè. Đó 14 15 nè. 16 17 14, 15, 16, 17. Đây, cả nhà ơi, rất là đẹp cho cả nhà mình luôn ha. Rồi, nhanh tay lên đơn chút liền nhà mẹ. Ủa, cái mũ này mã nhiêu ta? Em còn thiếu một cái màu đen nữa, đem đi lấy cái màu đen nha cả nhà ơi. Rất là dễ thương luôn. Ui, sang đẹp quá cả nhà ơi. Còn thiếu một cái màu đen nữa, đem đi lấy cái màu đen nha cả nhà xem thử nha. Chờ em tí nha. Rồi, trong thời gian chờ đợi chấm bài công tác nha cả nhà ơi. Đây em có cho cả nhà thêm hai màu như thế này nữa. Rất là đẹp cho cả nhà mình luôn. Đó, thì nó đều có mã số riêng ha. Các cái mũ này là đều có mã số riêng. Ủa màu đen em có lấy rồi đi mà trời. Em bị gì rồi trời. Đó. Nón thì đều có các mã số riêng luôn. Mình thích cái mã nào thì bình luận cho em phía dưới. Rất là đẹp luôn đúng không cả nhà ơi? Rồi bây giờ em sẽ ghi cái mã chứ bây giờ em không nhớ nổi cái mã nữa cả nhà, mới về. Rồi đầu em đang mặc cho người mã số của em nó 1673 cả nhà, 1673 nha. Chị khách nào mình đặt đơn có việc comment ngay cho em phía dưới mã số 1673 với số điện thoại cho em là được em tư vấn và chị hàng chờ xa cho cả nhà mình luôn ha. Shop chốt online không áp dụng bên ngoài cả nhà, nhanh tay lên đơn chút liền giùm em nha. Ủa cái mũ này mã nhiều vậy trời. Ủa rồi cái mũ em đang mang mã số của em nó là 16 nha cả nhà. Mũ em đang mang mã số em nó 16 nha cả nhà ha. Rất là đẹp cho cả nhà mình luôn. Thích thì ngay bây giờ lên đơn cho em nha. Mũ 16 kèm số điện thoại cho em là được nha cả nhà. Mũ 16 kèm số điện thoại. Rồi cái mũ này thì ngày hôm nay thì shop sẽ chốt cho cả nhà mình luôn ha. 139.000 139.000 đồng mũ cói và có phối ngọc trai cho cả nhà mình. Mũ cói và có phối ngọc trai rất là đẹp luôn nha. Đây nè cả nhà ơi. Cói nè. Ôi đẹp quá cả nhà ơi. Đó phối bao vải nè. Với lại ngọc trai cho cả nhà mình. Nguyên một vàng đều như thế này luôn nha. Nguyên một chuỗi ngọc trai như vậy luôn. Rồi có mẫu nào vừa với người cao 1m47 không? Cao 1m mấy á, công không quan trọng chị. Nón 139.000 đồng một cái chị nha. Tại bây giờ em đang ghi mã cho cái nón. Tại vì nón này em mới về. 14, 15, 16, 17 đúng không? Nó tại vì nón này thì mới về. Rồi chờ em tí chị nha. Em chưa có nhớ cái mã của nón á. Để em dán nó lên cái nón rồi. Đấy, cái nón này là mã 16 nha. 14 là màu nào đây? 14 là màu trắng. 14 là màu trắng gì nha.
Nón là 139.000, nón cối luôn nha cả nhà ơi. 14 là màu trắng, để em dán vô đây. Dán vô đây để em nhớ cả nhà ơi, chứ không nhớ nổi. 14 là màu trắng. 14 là màu trắng thì chị để em đổi cho mình coi thử. Ha, 14 là màu trắng ha. Cái nón cối này mình dễ bẻ lắm. Đó, 14 là màu trắng cho em chị nha. 14 là màu trắng ha. Rồi, 15 là gì đây? 15 là màu nâu. Cái màu nâu này 15 là màu nâu chị nha. 14 là màu trắng. Nhìn cái 14 giùm em nha. 14 là mũ 14 cho em nha. Mũ 14 nha. Trắng nha, để em nốt lại cho. Trắng 139.000 ha. Để em đợi từ cái cho mình coi. Em đợi từ cái từ. 15 là màu nâu. 15 là màu nâu chị nha. Chậm xíu. Không, có này phải coi kỹ á cả nhà. Có này cả nhà coi kỹ vô cho em. Đẹp không cả nhà? Rất đẹp á. Ui, cái màu trắng này đẹp quá ta. Rất đẹp luôn cả nhà. Tóc em bị xẹp rồi. Rất đẹp luôn cả nhà. Cái này 14. Cả nhà có thấy em độ đẹp không? Rất đẹp luôn cả nhà. 14 nha. 14. Này 15 nè. Cái này 15. Rồi 15. Rồi em dán tóc lên cho mình coi thử. Cái này 15 màu nâu nha. Cái này là cái em dán. Em dán cái số 15, giấu nó qua bên. Giấu cái tem luôn. Này 15. Ui. Cái 15 này nhìn rất tây luôn cả nhà ơi. Cái này mũ 15 giùm em. Mũ 15 màu nâu. Rồi cũng 139.000 luôn ha. Mũ 15 giùm em. Rất tây luôn đúng không cả nhà ơi? Tây quá. Rồi, 16 là cái nào đây? 16 là cái màu be. Màu be nha cả nhà, cái kia là cái nâu nha. Nhiều khi ở lên điện thoại á, cả nhà nhìn thấy không rõ đó. Tại màu nâu với màu be là hai màu hoàn toàn khác nhau. Không có giống nhau nha. Em báo trước rồi nha, không có giống nhau. Em dán rồi cho mình coi lại đây nè. Màu nâu là nó dày, màu be là nó dày nè chị ha. Đó, cái này màu nâu nè, còn cái này màu be nè. Rồi, nó lên. Đó, bây giờ thấy không? Rồi, đổi màu be cho mình coi. Em đổi màu be cho nha. Rồi, đó. Cái màu be đổi lên nó dày nè chị. Cái này màu be nha. Rồi mũ 16, mũ 16 cho em là màu be. Bao nhiêu ạ? 139.000 luôn. Đó, đẹp không? Mình thích thì ngay bây giờ chốt đơn liền giùm em nha. Mũ 16 màu be, kèm số điện thoại. Mũ 16 là màu be cho em. Và em có thêm cho mình một màu đen nữa, đó chính là mã 17. Màu đen nữa nha. Màu đen là mã 17 nha. Rồi thích thì chốt đơn cho em luôn. Mã 17 là mũ màu đen. Để em dán nó vô cái nhà cả nhà ơi. Không có nhớ mã nổi. Tại vì bây giờ vừa có thắt lưng nè, vừa có nón nè, vừa có túi luôn. Không nhớ mã nổi cả nhà ơi. Rồi cái này 17 nha. Màu đen. Ui. Ui trời đất ơi, màu đen đẹp quá cả nhà ơi. Cả nhà có thấy đẹp không ạ? Rất là đẹp luôn. Rất là đẹp luôn đúng không cả nhà ơi? Quá xuất sắc luôn á. Đây nè. Trời ơi, cái này đẹp dữ vậy trời. Mũ 17 là màu đen. Mũ 17 em có ghi màu phía dưới rồi đó nha. Cả nhà canh màu mà mình đặt hàng cho em. Xịn sò lắm. Mũ này được làm bằng cói á cả nhà ơi. Cói nó đen với lại dây cước á. Cói đen, ủa quên, tự nhiên lấy cái này. Cói đen với lại dây cước nè. Có bao da luôn, có bao vải cho cả nhà mình ha. Bọc vải nha, nguyên cái chuỗi nè. Trời ơi, nguyên một cái dây luôn. Cái này nguyên cái dây nha. Nguyên cái dây ngọc trai nha cả nhà ơi. Chứ không phải là dán từng viên đâu. Nguyên cái dây ngọc trai luôn cho mình đây. Đẹp không cả nhà ơi, quá đẹp luôn á. Rồi bây giờ cái nón này nè. Mã số của em nó thì em đã báo rồi đúng không? Em có ghi ở dưới đó rồi đó. Bây giờ nè, cái mũ á, màu trắng á, là mã 14. Đây nè, từ mã nha. Mũ màu trắng là mã 14 cho em ha. Mã 14 là mũ màu trắng. Thôi để em đổi màu trắng đi cho sáng gương mặt chút ha. Đó, mũ màu trắng đây. Mũ màu trắng là mã 14 cho em ha. Mã 14 cho em. Rất là đẹp luôn. Trời ơi, chóc cái này. Dán lại. Rồi, cái này là cái số hồi nãy em dán nha. Chứ không phải liên quan gì tới nón đâu.
Rồi mũ màu trắng là mã 14 cho em. Màu nâu. Màu nâu này nè. Đó, dễ lắm bạn ơi, tại em cầm bị thủng á. Màu nâu này mã số của em nó là 15 ha. Màu be mã số em nó là 16. Đó, màu be mã số em là 16. Và màu đen mã số em sẽ là 17 cho em nha. Đồng giá luôn sẽ là 139.000 đồng, rất là rẻ luôn. Rồi mình thích thì cứ chốt cho em nha. Cái này mũ cói với cả nhà được làm thủ công nha, rất là đẹp luôn, đang cước toàn bộ cho cả nhà mình. Đó, còn cái chuỗi ngọc này nè, cái chuỗi ngọc này nè là nguyên một cái dây ngọc cho mình luôn, chứ không phải là đến từng viên đâu nha. Rất là đẹp luôn. Rồi ok cho cả nhà em qua nha. Có thắc mắc mắc gì cứ hỏi em. Cả nhà thắc mắc gì cứ hỏi em ở trên livestream nha cả nhà nha. Rồi bây giờ còn đầm. Đầm này á thì em cao 1m65, đầm này em sẽ mặc vừa phủ gối của em như vậy thôi. Thì giá của em nó ngày hôm nay sẽ là bao nhiêu cả nhà ơi? Sang sale bây giờ với em chỉ còn có giá tiền là 199.000 đồng. Mã số là 1673, chất liệu vải von, có phối bèo, giá 199.000 đồng. Rồi thích thì chốt đơn liền giùm em. Mẫu em đang mặc trên người, mã số của em nó là 1673. 1673 giá 199.000 đồng. Nền đen phối chấm bi, còn có hoa nhí nữa, trải đều trên này vải cho mình ha. Mẫu em đang mặc trên người, mã số của em nó là 1673 cả nhà, 1673. Nhanh tay lên đơn chút liền cho em cả nhà nha, chậm tay quá nó hết hàng rất là ổn luôn. Chất liệu vải von mềm, nhẹ tân, chất siêu siêu mát cho cả nhà mình luôn ha. Rồi em đang mặc trên người mã 1673, 1673 ha. Ngày hôm nay shop chốt cho mình luôn, giá chỉ có là 199.000 đồng một váy, chỉ còn có giá tiền là 199.000. Rồi tiếp tục chuyển thêm cho cả nhà cùng xem thêm một cái mã váy khác. Chờ tí ở nhà nha. Thay thêm cho mình cái đầm này, trời hoa vàng đi, em lên cái đầm hoa vàng này sale đi cả nhà ơi. Mỗi em đang mặc trên người mã số của em nó sẽ là 1696. Đầm em đang mặc trên người mã số của em nó là 1696 cả nhà ơi. Đầm này thiết kế sợi cũ V cho cả nhà mình ha. Tay lỡ vai bồng cho cả nhà mình ôm eo nè, dáng đồng phong xòe. Váy này thì em sẽ may cho cả nhà mình á là hai lớp, thiết kế thêm hai túi có khóa kéo nằm đằng sau lưng. Chất liệu vải của em nó là dòng vải von nha cả nhà, quan tâm nha. Trời, đầm này mới về luôn cả nhà, sale luôn 299.000 luôn, sale luôn 299.000 đồng nha. Đẹp không cả nhà ơi? Rồi bên em về thắt lưng thì đây, cái thắt lưng nãy em có cho mình coi ở cái á, ở cái này trước rồi đúng không? Ở cái mẫu trước rồi đúng không cả nhà? Thắt lưng này mã số của em nó là 74 nha, đang sale đồng giá luôn 55.000 thôi, quá rẻ. Rồi bây giờ thì em sẽ lên cái thắt lưng này. Trời ơi, em thích cái thắt lưng cái lá này lắm cả nhà ơi. Mang lên nó đẹp vô cùng luôn. Hôm nay có về các mẫu cả nhìn săn xe với em ha. Rồi em đang mặc cho người mã số của em đó là 1696. 1696 ngày hôm nay sắp chốt cho cả nhà mình, chỉ còn có giá tiền bao nhiêu ạ? 299.000 đồng. Đặt đơn cứ việc comment ngay cho em 1696 với sinh hợi. Nền đen nè, lá màu xanh, hoa màu vàng trải đều trên nền vải. Váy này may kỹ lưỡng cho cả nhà mình hai lớp, thiết kế thêm hai túi có khóa kéo nằm đằng sau lưng. Mã số của em đó là 1696 nha. Chị khách nào mà đặt đơn cứ việc comment ngay cho em phía dưới mã số với số điện thoại cho em là được em tư vấn. Và ở đây em có luôn cả thắt lưng cho cả nhà mình, để em đứng gần cho mình coi cái hoa nha. Thắt lưng này mã 36 nha cả nhà ơi. Rồi đứng gần cho mình coi cái hoa, cái lá này dễ thương lắm. Hoa vàng nhưng mà mình mặc lên không có kén da cả nhà ơi. Da trắng da cam mình mặc lên đều đẹp hết. Dáng ngồi của mình gầy hay là mình tròn ngồi diện lên đều ok cho em luôn, rất là đẹp luôn ha. Rồi còn thắt lưng này mã số của em đó là 36 nha. Đặt đơn thì mình cứ việc comment ngay cho em nè, thắt lưng 36 hoặc là TL36 cũng được cho em luôn. Rồi chốt luôn, chỗ cái thắt lưng quá rẻ cả nhà ơi. Phụ kiện bên nhà em kể cả nón nè, túi nè hay là thắt lưng thì đều rất rẻ cho cả nhà mình luôn. Cái thắt lưng đẹp như vậy nè mà chỉ có giá nhiêu cả nhà ơi, 55.000 đồng thôi. Trong tủ đồ của mình ít nhất phải có một cái thắt lưng, tại sao cả nhà? Phối vô những cái eo của mình nó nhỏ gọn hơn. Đây, dây nè, dây chung co giãn bao da luôn, khóa kim loại hình chiếc lá luôn. Trời đẹp ghê chưa? Rồi thích thì ngay bây giờ tranh thủ lên đơn chút liền cho em luôn, để lại comment ngay cho em phía dưới mã số với số điện thoại. Đặt đồng để lại comment ngay cho em phía dưới mã số của em nó là 1696. Đặt thắt lưng để lại comment ngay cho em phía dưới mã số của em nó 36 kèm số điện thoại, như vậy là được nha. Rồi để bây giờ em qua thêm cho mình mẫu khác. Thôi lên luôn cho mình thêm cái thắt lưng này nữa đây ha. Thêm cho mình cái thắt lưng này nữa, nhanh nhanh xíu nha. Thắt lưng này mã 47 cho em luôn. Dây chung co giãn nè, bao da mềm mại. Đó, hình trái tim phối cái nơ, dễ thương không? Rồi thắt lưng này mã 47 cả nhà nha. Thắt lưng này ngày hôm nay shop chốt cho cả nhà mình luôn, chỉ còn có giá tiền bao nhiêu cả nhà ơi?
55.000 đồng, thắt lưng 47. Để lại comment ngay cho em TL47 kèm số điện thoại, giá ngày hôm nay sẽ là 55.000 đồng. Nhanh tay lên đơn chút này giùm em ha. Đặt đồng để lại comment ngay cho em phía dưới, mã số của em nói là 1696 với số điện thoại. Đặt thắt lưng để lại comment ngay cho em TL47 kèm số điện thoại nha. Rồi giá 55.000 đồng. Ok, qua mã luôn. Em cho mình coi gần cái nữa rồi em qua nha. Hình trái tim có phải cái nơi như vậy nè, dễ thương lắm cả nhà. Xinh nha, hai cái này là xinh đó. Mấy cái mà em đem lên cho cả nhà mình nó, cả nhà cứ coi. Tại nguyên cái đầm hoa mà phối thắt lưng vô mà nhìn cái thắt lưng vẫn đẹp á, thì có nghĩa là thắt lưng đó nó dễ phối đồ quá cả nhà ơi ha. Rồi mình chốt đơn cho em. Chị khách nào thích thắt lưng dễ phối đồ thì lấy cái lá, chứ là cái trái tim nó là siêu dễ phối đồ luôn. Rồi tiếp tục em sẽ chuyển thêm cho cả nhà cùng xem thêm mã váy khác. Lên cho mình em đầm đây, cái đầm này hôm nay em có sale nè. Đầm này ngày hôm nay em có mấy chiếc à, thì em sẽ sale luôn nha. Cố gắng lên đơn lẹ tay nha. Rồi mẫu em đang mặc trên người, mã số với em nó sẽ là 1695. Đầm em đang mặc trên người, mã số của em nó là 1695 cả nhà. Rất là đẹp luôn. Trời ơi, cổ lục giác ra cả nhà mình. Tay lỡ vai phòng ôm em, dáng đầm phong xòe, 2 lớp 2 túi nha. Em đang mặc 1695 thì ngày hôm nay em sẽ sale luôn 1695. Ủa cái gì đây, 1695, lộn, chờ xíu nha cả nhà, 1695. Rồi em đang ngoài trên người mẹ 1695, em còn XL còn có 16 cái à cả nhà. XL 16 cái là nó quá ít đúng không? Rồi ngày hôm nay shop sale luôn 259.000 đồng, chất ren 16 cái cuối cùng 259.000 đồng, xả luôn cả nhà ơi. Thích thì chốt đơn liền ngay bây giờ cho em mã số 1695 với số điện thoại, cổ lục giác cho cả nhà mình. Tay lỡ vai vòng nè, có độ co giãn luôn nha. Tay em may một lớp, thân váy kỳ lượng 2 lớp, thiết kế thêm 2 túi, có khóa kéo nằm đằng sau lưng. Mã số của em nó là 1695. Rồi bây giờ chị khách là mình đặt đơn cái mẫu váy này của em thì ngay bây giờ tranh thủ lên đơn chút liền giùm em. Để lại comment ngay cho em phía dưới mã 1695 với số điện thoại cho em là được em tư vấn. Em cao mét 65, đầm này sẽ mặc dài tới bắp chân của em ha. 2 lớp, 2 túi, có khóa kéo luôn. 1695 ngày hôm nay shop chốt cho cả nhà mình luôn, chỉ còn có giá bao nhiêu cả nhà ơi. Sale rẻ hôm nay luôn 259.000. 1695 259.000 đồng. Đầm này á size XL cả nhà ơi, là sẽ là size XL là sẽ là 58 kg cho tới 68 kg. XL là 58 cho tới 68 kg nha. Eo 78 cho tới eo 88, eo 78 cho eo 88, mã 1695 cho em. Tại vì đầm này phong rộng á cả nhà. 259.000 đồng. Trời ơi, cái đầm này nằm trong top bán chạy bên nhà em á, vải đẹp mềm chắc có co giãn nè, thích ghê không? Đó, 1695 cho em cả nhà ha, 259.000 đồng, 259.000 đồng. Rồi cái thắt lưng em lên cho mình cái thắt lưng này dễ mang nè, nhưng mà cái này là em đang mang là bản to đúng không? Cái đầm này em đang mang là bản to, em sẽ lên cho mình cái thắt lưng này mới vừa về thêm nè. Rồi thắt lưng này mã số của em nó là 32 ha, thắt lưng 32 đây, dễ mang cho cả nhà luôn. Thắt lưng 32, thích thì chốt đơn liền giùm em nha. Thắt lưng 32 kèm số điện thoại, giá bao nhiêu cả nhà ơi? 55.000 đồng. Mình mua thắt lưng bản nhỏ cũng vậy, bản to cũng vậy, tùy theo ý thích của mình, hay là mình mua một cái bản to cái bản nhỏ rồi cả nhà, để trong tủ đồ trừ hao nha. Đó, trời ơi, thắt lưng đẹp ghê chưa, thắt lưng mã 32. Rồi ngày hôm nay shop chốt cho mình luôn 55.000 đồng. Đặt đơn để lại comment ngay cho em TL32, TL là viết tắt của thắt lưng á cả nhà, TL32 nha, kèm số điện thoại. Rồi giá 55.000 đồng, chốt đơn cho em luôn. Thích đầm để lại comment ngay cho em mã số 1694 với số điện thoại. Thích thắt lưng thì để lại comment ngay cho em phía dưới TL32 kèm luôn cho em cái số điện thoại, bên em có chuyên viên gọi điện thoại để tư vấn lên đơn nha. Rồi chị khách nào đặt hàng nhanh có đơn cả nhơi, nhanh tay dùng em cả nhơi. Đầm mã số 1695, đầm mã số 1695 giá 259.000 đồng, đầm mã số 1695 giá 259.000 đồng, thắt lưng mã số 32 ngày hôm nay shop chốt cho cả nhà mình luôn, chỉ còn có giá tiền bao nhiêu cả nhà ơi? 55.000 đồng thôi, quá rẻ cả nhà ha. Thích thì ngay bây giờ tranh thủ lên đơn chút liền giùm em, mã số với số điện thoại cho em là được em tư vấn cho cả nhà mình luôn ha. Rồi ok, giờ sẽ để thắt lưng đây, thay tiếp cho mình xem thêm một cái mẫu váy khác. Ừ, đầm nào mình tranh thủ lên đơn liền giùm em cả nhà nha, mã số với số điện thoại cho em là được em tư vấn cho cả nhà mình luôn ạ. Rồi bây giờ em sẽ lên cho cả nhà mình một cái em đầm body nha. Em có mẫu body này hơi bị đẹp luôn này cả nhà ơi, quá rẻ luôn ha. Thích thì chốt đơn liền giùm em nha, mã số với số điện thoại cho em là được.
Rồi. Mẫu em đang mặc trên người mã số của em đó là 1698. Rồi, em đang mặc trên người mã số của em nó là 1698 mà nhà ơi, rất là đẹp, rất là rẻ luôn. Rồi, cổ tròn, tay lỡ nha, ôm eo. Dáng đầm body đuôi cá. 1698 cả nhà, quá rẻ luôn. Đầm bông giá bao nhiêu chị Tấn ơi? Chị hỏi cái đầm bông nào ạ? Cái này đúng không? Cái này là 1695. Cái này 1695 giá 259.000. 259 giùm em nha. Rồi để lại comment ngay cho em mã 1695 với số điện thoại cho em là được em tư vấn. Rồi các em đang mặc cho người mã số là 1698 nha. Em đang mặc mã số của em là 1698. Đồng ý cái sẽ là cổ tròn cho cả nhà mình. Cổ tròn nha. Tay lỡ nè, ôm eo. Dáng đầm body đuôi cá nha. Trời ơi đẹp không. Rồi giá ngày hôm nay sẽ là 349.000 đồng. 40kg tới 70kg, eo dưới 90 thì mình sẽ mặc đẹp thoải mái. Mã số của em đó là 1698 nha. Em đang mặc trên người mã 1698. Ok. Rồi 40kg tới 70kg, eo 92, 90, 92 cả nhà, đẹp lắm luôn. Cái chất ren này siêu mềm, êm lắm. Có co giãn phần tay với lại phần thân trên nè. Đuôi cá này thì em sẽ để cho mình một lớp như thế này ha. Trời đẹp ghê chưa cả nhà ơi. Bên trong phần thân váy chỗ nào cần lót, lót hết cho cả nhà mình luôn. Đảm bảo không thấy công lộ gì luôn ha. Đó, thân váy kỳ lưỡng cho cả nhà mình hai lớp. Có khóa kéo nằm mình sau lưng. Mình thích thì ngay bây giờ tranh thủ lên đơn chút liền cho em. Để lại comment ngay cho em phía dưới mã số 1698 với số điện thoại cho em là được em tư vấn cho cả nhà mình. Có khóa kéo nằm mình sau lưng cho cả nhà mình luôn ha. Trời đẹp ghê chưa cả nhà ơi. Em đang mặc mã số của em đó là 1698. Em đang mặc cho người mã số của em đó là 1698 cả nhà ơi. Rồi hôm nay sắp chốt luôn cả nhà. Giá chỉ có là 349.000 ha, 349.000 đồng. 1698 giá 349.000 đồng, quá rẻ cả nhà ơi. Quá rẻ, quá đẹp luôn đúng không? Rồi phối cho mình thêm cái thắt lưng nhỏ nhỏ dễ thương nè. Em có cái thắt lưng này nhỏ nhỏ dễ thương nè cả nhà ơi. Nãy giờ em lên cái thắt lưng bự bự không đúng không? Thì có thích cái thắt lưng không? Dây là sao co giãn không? Đây thắt lưng này, thắt lưng dây là sao co giãn với cả nhà mình ha. Đó, rồi khóa cũng bằng kim loại luôn, khóa hình cái nơ. Rồi thắt lưng này mã số của em nó là 40 nha. Thắt lưng này mã 40 cả nhà ơi. Đầm mã số là 1698, 349.000 đồng. Thắt lưng này mã số 40 cả nhà ha. Hôm nay shop sale cho cả nhà mình luôn. Chỉ còn có giá tiền bao nhiêu ạ? 55.000 thôi, 55.000 đồng ha. Đặt đơn comment ngay cho em phía dưới mã số nha. TL40, TL là viết tắt của thắt lưng nha. Kèm số điện thoại, giá 55.000 đồng. Mình đặt đầm cũng rẻ, đặt thắt lưng cũng rẻ, chỉ chốt xe online không áp dụng bên ngoài. Cả nhà lưu ý chút sớm thì giùm em ha. Rồi mẫu váy này cô đã khép lại livestream tối ngày hôm nay kém rồi. Chị nào vào sau có thể coi lại, hoặc là mình đón xem những bài livestream kế tiếp cùng anh em vào ngày hôm sau cả nhà ha. Trưa thì tầm 1 giờ 13 giờ buổi trưa và buổi chiều thì tầm 6 giờ 50 phút buổi chiều nha. Rồi bây giờ thì em xin kết thúc bài livestream tại đây. Bye bye và hẹn lại cả nhà mình ạ. Chúc cả nhà có một buổi tối thật là vui vẻ nha.